chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay mình có một cuộc hẹn với một người anh trong nghề. Đây, nghệ sĩ Trọng Hiếu, một người anh mà đã cũng từng gắn bó tham gia dự án phim của mình rồi. Thì anh Hiếu hôm nay cũng không có đi diễn ở sân khấu anh Hiếu à. Rồi phim mấy bữa nay anh quay thì anh đang tham gia cái phim gì anh Hiếu? Anh đang đi phim Phía Sau Cái Chết của nhà sản xuất BOP, đạo diễn Thái Trình. Phim Phía Sau Cái Chết đó là phim hình sự, nói về nó kể về từng vụ án một. Hôm nay thì vẫn chạy qua bên khu vực gần nhà Hiếu, anh em đang ngồi quán cà phê thôi cả nhà. Ngồi lâu lắm rồi anh em mới gặp nhau đó. Từ phim em tới giờ là năm cho anh Hiếu à? Hơn năm rồi. Rồi bây giờ thì em cũng mới hoạt động lại những cái show nhỏ nhỏ đó, làm cho các anh chị em đối tác. Thôi giờ là sẵn có anh Hiếu đây rồi, anh Hiếu chia sẻ cái những hoạt động của mình đang làm đi. Em thấy anh đang tham gia bên sân khấu 5B á. Dạ. Đó là mình có tham gia một cái vở kịch chính kịch đó, ở bên sân khấu 5B của nhà hát sân khấu nhỏ. Cái vở là vở Ái Tình Ngoài Hôn Nhân. Cái vở này thì theo mình thì nó rất là hay, kịch bản đã hay sẵn, kịch bản của tác giả Lê Thu Hạnh thì khỏi nói rồi. Dàn dựng là nghệ sĩ ưu tú Mỹ Viên với lại Lê Quốc Thịnh. Mà Lê Quốc Thịnh là một người em học sau mình nhưng mà cũng rất là giỏi và tài năng. Còn nghệ sĩ ưu tú Mỹ Viên thì mọi người khỏi phải nói rồi, ai cũng biết rồi. Cái vở này thì nó rất thích hợp cho những người đang có cuộc sống hôn nhân, ví dụ như là vợ chồng hoặc là bộ mình cũng được. Nó đang nói về cái thực trạng hiện nay của đời sống hôn nhân, đời sống vợ chồng, của xã hội mình đang nó đang phát triển như vậy nè. Thì cái tình cảm của con người đó, nó sẽ ra sao khi sống trong cuộc sống, trong đời sống hôn nhân, trong đời sống vợ chồng. Bởi rất là hay. Hiện đang sáng đèn ở sân khấu 5B, với lại cái lịch của mình thì hiện nay là một tháng hai suất. Sở dĩ một tháng hai suất là thứ nhất đó là hiện nay là đang mùa hè nên vẫn đang xen kẽ là ưu tiên cho kịch thiếu nhi là nhiều hơn, nên thiếu nhi là hầu như là mỗi tuần đều có kịch thiếu nhi. Những vở như là Đại Náo Long Cung nè, rồi ngày mai là bắt đầu khai trương vở mới dành cho thiếu nhi là vở Ve Ve Chành Chành và Hai Cục Hướng. Cái vở đó hình như là có thầy đạo diễn Tránh Trực. Đúng rồi, có Tránh Trực đóng, có Tránh Trực đóng, rất có Tuyền Mập, có nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên, rồi có Kim Đào, đó các gương mặt rất là quen thuộc của sân khấu. Thì ngày mai là khai trương cái vở đó. Sở dĩ mình mới quay lại cái vở Ái Tình Hôn Nhân bởi vì cái vở Ái Tình Hôn Nhân á là đang trong mùa hè nên ưu tiên cho kịch thiếu nhi. Rồi cái thứ hai nữa là cái một tháng hai suất khô nữa là giờ là mình ở nhà hát cái chủ trương là muốn là không vở này không diễn nhiều nhưng mà vẫn duy trì xuyên suốt. Thứ nhất là đây là vở chính luận chính kịch nên cũng hơi kén khán giả, không phải là nên mình không thể nào mình diễn suốt được, tại vì cái những khán giả mà họ đi theo cái trường phái thì họ coi kịch này thì rất khiếp. Cái xác suất mình cứ tính đi khoảng 100.000 người hay 1.000 người thì có được 2-3 người coi cái đồng này. Thay vì người ta đi giải trí cuối tuần thì người ta đi giải trí những cái hài kịch coi cười xong đi về, chứ đâu thể nào mà vô ngồi coi rồi còn phải ngẫm nghĩ rồi phải suy nghĩ rồi phân tích nữa. Đó là vậy. Nhưng mà theo mình đứng góc độ thì có thể là mình chủ quan nhưng thì cái vở kịch này rất là đáng xem, rất đáng coi, mang tính thời sự nóng hổi nè, nói về đời sống hôn nhân gia đình nè, nói về những cặp vợ chồng đó. Anh Hiếu ơi, cho em với lại là cả nhà được biết là cái lịch diễn trên sân khấu mình hàng tuần á thì vào khung giờ nào và ngày nào? Trong tháng 7 này thì bây giờ mình chỉ bên cái vở Ái Tình Hôn Nhân trong tháng 7 này nè thì còn một suất là ngày 30 lúc 20 giờ. Còn trong tháng 8 thì là ngày 20 và ngày 27 cũng là 20 giờ. Đó. Thì một tháng vậy. Thì tháng 7 vừa rồi thì diễn hai suất, thì cái suất vừa rồi rồi là ngày 16 thì giờ tới ngày 30 mới diễn lại. Là một tháng diễn hai suất thôi cho vở Ái Tình Hôn Nhân. Nhưng vở đang được đánh giá rất cao của truyền thông, báo chí, của các nhà chuyên môn là lâu lắm rồi 5B mới trở lại một thể loại chính kịch như vậy. Tại vì Sài Gòn mình hiện nay là cũng là một trong những nôi sân khấu kịch,
và gần như các sân khấu hiện nay là gần như là quên lãng cái dòng chính kịch đi rồi. Dĩ nhiên cũng có những sân khấu vẫn còn giữ chính kịch đó nhưng mà mang tính chính kịch đời sống thôi. Còn cái này là nó chính kịch kiểu chính luận luôn, từ cái câu thoại. Em cảm ơn anh Hiếu đã chia sẻ cho em biết lịch diễn với để cho cả nhà em cùng biết. Thì hy vọng rằng là cả nhà sẽ ủng hộ cái vở kịch của anh Hiếu đang tham gia nơi sân khấu Nam Phi ha. Dạ. Ừ, hy vọng là mọi người tìm hiểu trên Google cũng có rất là nhiều là về cái vở Ái Tình Mà Hôn Nhân. Dạ. Hoặc là vô trang fanpage của nhà hát sân khấu nhỏ Nam Phi Võng Thần á. Dạ. Thì các bạn sẽ biết được lịch diễn cụ thể, thì mong là tất cả mọi người ủng hộ cho vở diễn và mua vé xem vở diễn này. Dạ. Và mình khẳng định với mọi người luôn, với các bạn luôn, các bạn bỏ tiền ra mua tấm vé để coi vở Ái Tình Hôn Nhân, khi các bạn đi ra rời khỏi rạp các bạn sẽ không cảm thấy tiếc tiền đâu, mình chắc chắn là như vậy đó. Mà em thấy ngoài anh đi tham gia đóng phim này đó, những cái dự án phim rồi là anh cũng tham gia diễn kịch lại, thì ngoài những hoạt động đó thì em lại biết được một thông tin là anh đang giảng dạy ở sân khấu của thầy Minh Nhí, đúng không anh Hiếu? Đúng rồi, mình đang nhận dạy bên lò đào tạo của sân khấu Trường Minh, tức là của thầy Minh Nhí á, cũng là người thầy của mình, rồi mình dạy mình ở trường thuộc sân khấu 2. Thì ở đó thì thầy Minh đã kêu mình về phụ thầy dạy, thì mình phụ trách bộ môn cho cái K13 là cái khóa mới đây gần đây nè. Bây giờ thì hiện nay đang tuyển K14 rồi. Còn mình thì đang dạy cho K13. Thì là mình chịu trách nhiệm về bộ môn kỹ thuật biểu diễn, là mình chỉ dạy kỹ thuật biểu diễn cho các em thôi. Nói chung là mình lấy những kinh nghiệm mình được học từ thầy, rồi kinh nghiệm hơn 20 năm mình lăn lộn từ sân khấu cho tới phim trường cái gì, thì mình có dường biết về kỹ thuật biểu diễn, những kỹ năng kể cả những tiểu xảo là mình dạy cho các em, nó nắm hết những cái căn bản nhất của cái nghệ thuật biểu diễn như thế nào. Sắp tới là tháng 8 là cho các em thi học kỳ đầu tiên nè, về tiểu phẩm đó, cho nên sắp tới cũng sẽ rất là mệt với tụi nhỏ, rất là bận rộn. Ngày nay em có tiếp xúc trò chuyện với một bạn diễn viên, đây là bạn diễn viên nữ, thì em có vô em trò chuyện thì cũng rất là lễ phép, cũng rất là dễ thương anh. Nhưng mà em lại là tìm hiểu là các bạn diễn viên này là một diễn viên chuyên đi đóng cái show quảng cáo thôi. Đó thì xong rồi em hỏi rồi học ở trường lớp nào, rồi em có đã biết là những cái đơn nguyên của diễn viên chưa? Thế xong rồi bạn nói là em chưa biết những cái đơn nguyên đó. Rồi coi như là tại vì có đào tạo đâu mà biết những cái đơn nguyên của diễn viên đó anh. Đó thì những cái căn bản như vậy á thì một người diễn viên phải học rồi biết được những cái đơn nguyên đó thì để mới có thể mà áp dụng làm nghề nó mới vững bền lâu dài được anh Hiếu à. Đúng rồi, đó là chắc chắn, là bởi vì đó là cái nền tảng căn bản của khi mình tiếp cận với kịch diễn đầu, mình còn chưa ráo sơ khai để tiếp cận với cái kịch diễn á, thì giống như mình truyền thụ cho các em nhỏ đó, là ít nhiều nó phải biết nắm tối thiểu là 4-5 đơn nguyên căn bản nhất. Những đơn nguyên á nó giúp cho cái nền tảng bắt đầu từ giống như mình xây đặt, mình đặt từ nền móng, từ nền móng từ đầu á, thì tất cả dĩ nhiên có những bạn là ví dụ như từ ca sĩ, người mẫu, rồi thậm chí bây giờ là rộ lên các bạn như TikToker hay YouTuber, các bạn á, ví dụ như bỗng nhiên các bạn nổi tiếng qua mạng xã hội, sau các bạn được mời, được nhảy qua đóng phim, đóng kịch gì đó. Tuy nhiên khi các bạn diễn trong vòng 60 giây hay là 90 giây trên TikTok hoặc là trên YouTube vài phút thì các bạn rất là ok, mình cũng cảm thấy là rất ok, rất có duyên. Nhưng để các bạn dàn trải một vở kịch khoảng 2-3 tiếng thì các bạn không có nghề thì các bạn sẽ gãy ngay từ đầu liền. Hoặc là đóng phim vậy, các bạn làm rất có duyên trong vòng 1 phút, 2 phút, nhưng mà phim đó, các bạn nhận của nhân vật đó, các bạn phải kéo dài tới 10 tập, 30 tập, thì lúc đó nếu như không nghề, không vững vàng thì các bạn sẽ cảm thấy chơi với đó. Cảm thấy chơi với trong diễn xuất của mình khi tất cả các mặt nghe đều là những diễn viên thực thụ, thì lúc đó thì các bạn đó thì lại là khó. Cho nên khi đi học cái biểu diễn đó là một điều rất là tốt, nếu như mình muốn theo nghề, mình theo cái nghiệp diễn á, nên đi học để cho nó có căn bản mọi thứ. Dĩ nhiên có những bạn là thiên phú, các bạn làm nhiều nhân vật á thì sẽ có những nhân vật các bạn sẽ bị chấp giới á, là có nghĩa là các bạn biết diễn, các bạn diễn giờ thiên phú, nhưng tuy nhiên khi các bạn không có cái nghề á, gọi là không được học nghề á, thì sẽ những có những nhân vật các bạn hơi bị chấp giới, là các bạn bởi vì không áp dụng được kỹ năng cơ biểu diễn thực thụ vô trong cái nhân vật đó.
em cũng rất là mong muốn và luôn khuyến khích các bạn mà đam mê diễn xuất anh không có chưa có được mà đi học đó, thì em cũng giới thiệu một số sân khấu ở Sài Gòn mình này, các sân khấu để các bạn đăng ký học những cái lớp ngắn hạn đó. Ít ra thì muốn theo đuổi nghề thì phải có một chút xíu gì căn bản về diễn xuất, ít ra biết một đôi ba bốn năm cái đơn nguyên của một người diễn viên cũng phải biết, cũng phải có đó. Cũng chia sẻ bên Hiếu luôn là em vừa coi những cái phim ngắn trên YouTube anh đó, thì thực sự ra là giống bản thân mà riêng em hoặc là anh Hiếu đi, một số anh chị em nghệ sĩ làm nghề hay các anh chị em diễn viên thâm niên trong nghề, thì nhìn qua thôi là chỉ cần coi sơ qua thôi, các bạn diễn thôi, có thể là mặc dù rất là tự tin về câu thoại đó, hoặc là cũng biểu cảm cơ mặt, rồi coi như là cũng có vóc dáng của một người diễn viên đó là cần đó, nhưng mà mấy bạn lại thiếu cái tiếng nói sân khấu. Thực sự ra cái tiếng nói sân khấu rất là cực kỳ quan trọng luôn. Em tại sao mà em lại nhìn vô phát là em biết là bạn này có được đào tạo hay không đào tạo rồi. Thực sự ra một người diễn viên mà đã qua đào tạo ít ra là cái tiếng nói sân khấu đã là phải có đầu tiên. Anh Hiếu công nhận không? Đúng rồi. Thì mình coi tất cả các diễn viên mà họ diễn trên màn hình đó, khi mà thu tiếng trực tiếp á, mình nói không ngoa rằng khi mình không cần nhìn hình, mình chỉ cần nghe diễn viên nói thoại thôi, là mình biết là diễn viên đó là có nghề không có nghề liền. Cho nên rất là khuyến khích các bạn, nếu đã đam mê nghề diễn, đam mê nghiệp diễn và đam mê cái bộ môn tôi diễn, thì nên đi học để các bạn có thêm cái nền tảng, nó giúp được các bạn nhiều thứ lắm. Khi các bạn diễn xuất trước ống kính hay là ở trên sân khấu, nó hỗ trợ bạn nhiều quá. Các bạn sẽ được học những tiếng nói sân khấu nè, nó rất là quan trọng, bởi vì nó là hỗ trợ đắc lực cho các bạn đi diễn, các bạn đi quay, nó hỗ trợ rất là nhiều cho nhân vật. Bởi vì khi mình thoại như thế nào thì tâm lý mình ra sao, là mình truyền tải thông điệp bằng thoại mà, thì mình truyền tải thông điệp đó, người ta nghe, người ta cảm giác được cái cảm xúc của bạn nó như thế nào. Thì đó là khuyên các bạn nên đi học. Còn nếu như các bạn không đam mê cái nghề diễn thì thực chất cũng chẳng cần phải đi học. Nhưng mà nếu các bạn thực sự đam mê nghề diễn, và nhất là quan trọng bạn muốn sống nhờ nghề diễn, thì các bạn nên đi học, thì cái điều đó là mình rất là khuyến khích. Dạ, em cảm ơn anh Hiếu rất là nhiều. Thôi nãy giờ anh em mình chia sẻ cũng khá là nhiều, và mong rằng là cả nhà sẽ ủng hộ cái vở diễn Ái Tình Mày Hôn Nhân nha. Rồi. Rồi các bạn nếu như có rảnh thì cứ đi xem kịch đi. Tháng này trong tháng 7 này thì còn một suất diễn vào lúc 20 giờ vào ngày 30 tháng 7. Tháng 8 thì cũng sẽ có hai suất. Nhưng mà trước mắt thì các bạn hãy mua vé xem vào ngày 30 đi, vào 30 tháng 7 này. Và nhấn mạnh một lần nữa là bởi vì khi các bạn xem xong vở kịch này, các bạn mua vé xem xong, khi các bạn đi ra khỏi nhà hát, các bạn đi trên đường về, các bạn sẽ có nhiều suy nghĩ viên nan lắm, mà nhất là các bạn sẽ không cảm thấy tiếc cái tiền các bạn bỏ ra để xem cái vở kịch Ái Tình Mà Hôn Nhân này. Và em cũng xin chúc anh Hiếu là sẽ có thật là nhiều sức khỏe, rồi sẽ có nhiều show, những cái dự án phim của anh tham gia bên ngoài đó. Rồi em cũng rất là vui mừng khi là anh lại quay trở lại với ánh đèn sân khấu để mà duy trì cái gọi là đam mê lửa dạ dạ rồi. Không cái để em suy nghĩ là quay lại với thánh đường. Dạ, đúng rồi cứ để gọi quay lại thánh đường. Khi mà một người nghệ sĩ mà diễn trên sân khấu á, thăng hoa lắm cả nhà, từng lớp ra biểu diễn vậy đó, xong rồi được khán giả vỗ tay rồi vô cánh gà sướng lắm. Cái cảm giác mà thăng hoa đó là chỉ có những anh em nào ở sân khấu. Tại sân khấu là mình được quyền mình tương tác cảm xúc trực tiếp với khán giả. Dạ. Cho nên nó không phải giống như phim, 10 suất mình sẽ diễn 10 suất khác nhau, cảm xúc khác nhau, mình tương tác với khán giả liên tục trong cái đêm diễn đó, cho nên cái cảm xúc thăng hoa của cái diễn sân khấu á, nó ép phê hơn là đóng phim hơn nhiều. Em cũng rất là vui và chúc mừng anh khi mà anh quay lại sân khấu là một chuyện rồi, mà anh Hiếu lại bây giờ lại là một người thầy truyền lửa nghề cho các thế hệ bây giờ đang theo đuổi nghề diễn xuất nữa. Thì em cũng có những góc ủ với anh Hiếu trong tương lai, anh Hiếu ơi, là biết đâu là anh em mình là ngoài việc mà những cái dự án phim ra, thì lại là em cũng sau này là sẽ kết nối với anh Hiếu về truyền lửa cho anh cơ sở của em. Thầy Cánh Thuận cũng hồi lâu cũng đã gợi ý cho em rồi. Tính ra năm nay là anh Hiếu có nhiều cái thành tựu quá chứ. Show chậu anh Hiếu đã tham gia rất là nhiều bên ngoài rồi, thì lại là quay lại với thánh đường sân khấu 5B, rồi lại là
trong cái vai trò một người thầy truyền lửa cho các bạn đang theo kịch diễn, anh Hiếu sẽ lập ra một cái kênh YouTube cho mình. Đó thì anh sẽ chia sẻ những cái đời sống sinh hoạt của anh thôi. Đó, ví dụ là những cái hoạt động như cảnh hậu trường, bên sân khấu hay là ngoài phim trường, đó, anh đi quay. Đó, rồi có những cái, với lại là anh Hiếu lại là có thể là ngồi chia sẻ những bài đọc hoặc là anh tham gia những cái phim lồng tiếng. À, lồng tiếng, dạ. Hồi nãy giờ chia sẻ vậy cho mình cũng học hỏi từ anh Hiếu cũng khá nhiều điều. Dạ. Đó. Rồi anh Hiếu gửi lời chào tới khán giả. Chào tất cả mọi người. Tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày gần nhất, ngày sớm nhất để mình chia sẻ ra nhiều câu chuyện thú vị hơn. Rất mong các bạn yêu quý Báo Quốc Vĩnh và những cái kênh của Báo Quốc Vĩnh để nói về nghề, để nói về công tác nghệ thuật gì đó. Rồi chào mọi người và chúc mọi người luôn luôn dồi dào sức khỏe. Đó, có sức khỏe làm việc rồi lại giải trí bằng những cái phương tiện thông tin rất là hay ho của Báo Quốc Vĩnh gửi tới cho tất cả mọi người. Thôi em cái gì nó cũng thường, tôi chẳng có hay ho gì lắm đâu. Dạ, thì mong rằng cả nhà sẽ đón nhận kênh anh Hiếu sắp tới ra mắt nha cả nhà. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.